Hôm nay với em ở công ty bảo là anh ơi, máy tính của em tự nhiên làm sao không xem được ảnh xem trước anh ạ. Em tìm mọi cách mà nó không lên được. Mỗi lần xem cứ phải kích vào từng cái một như thế này, mất rất nhiều thời gian. Chẳng biết chọn cái nào. Trước thì nó không bị như thế đâu, em chả biết làm sao đụng vào cái gì mà giờ nó không hiển thị, cứ phải kích vào xem nó không lên được cái thả ảnh thumbnail. Anh giúp em với. Rất đơn giản thôi, chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào file. Bây giờ hình ảnh nó đang bị như thế này, chúng ta sẽ vào file để kiểm tra này. Chọn chọn change folder and search option. Đây là cách thứ nhất này. Cách thứ hai là chúng ta có thể vào cái file folder như thế này. Ta bấm vào cái mục là view này. Kéo nó ra sang bên cái phần bên này, nó có biểu tượng là option. Ta kích vào option xong cũng chọn change folder and search options. Kích vào đấy. Kích vào đây thì chúng ta chọn tiếp vào cái phần là view. Tab view nhé. Chúng ta kiểm tra xem là cái folder là files and folders. Cái dấu check này nó có bị check vào cái dòng đầu tiên là always show icons never thumbnail. Nếu nó có dấu check này chúng ta bỏ dấu check đi. Chúng ta bấm apply. Ok. Nếu như khi mà chúng ta apply mà chúng ta thấy được cái ảnh thumbnail nó hiển thị lên được như thế này, có nghĩa là chúng ta đã xử lý thành công và nguyên nhân là do chúng ta vô tình hoặc là ai đó bật tắt cái chức năng của ta đi và ta không bật bật lại thôi, à không tắt đi thôi. Đó thì ta chỉ cần tắt đi là nó sẽ hiển thị lên. Còn nếu như mà khi chúng ta đã bỏ cái dấu check đi rồi, bộ dấu check ở cái dòng dòng này đi rồi, bỏ đi rồi mà nó cứ như thế này thì chúng ta kiểm tra xem cái phần chế độ view đi. View này nó có 2, 4, 6, 8 chế độ hiển thị. Thì ở trong đó nó có ba cái chế độ là hiển thị ảnh icon nhỏ này, danh sách hoặc là dạng chi tiết. Thì có thể nó sẽ không hiển thị cái dạng icon của chúng ta. Thì chúng ta chỉ cần kích chọn sang cái chế độ khác là title hoặc content hoặc là medium icons hoặc là chế độ ảnh lớn hơn đấy. Thì chúng ta sẽ kiểm tra hơn về xem là nó có bị không, nó ảnh thumbnail nó có hiển thị lên không. Nếu hiển thị thì có nghĩa là ok, là chúng ta cứ việc tìm kiếm và chọn lọc ảnh nó sẽ nhanh hơn, là ok. Còn nếu không ấy thì chúng ta sẽ bấm chuột phải vào GPC. Cái này chúng ta đang sử dụng trên Windows 10 nhé. Bấm chuột phải vào đây xong chọn Properties đó, xong kéo xuống dưới cùng này, chọn Advanced System Settings. Cách thứ hai là chúng ta sẽ copy gõ cái dòng này vào Windows này, Windows R, xong paste cái dòng này System Properties Advanced .exe. Ok. Thì nó cũng sẽ ra cái bảng như thế này, System Property này. Sau đó chúng ta bấm vào là cái phần Performance này. Ta bấm vào Settings. Ở cái cột Visual Effect thì chúng ta tìm xuống đến cái dòng là chúng ta tìm đến cái dòng này, chúng ta bấm check của nó. Nếu nó chưa được check nhé. Còn nếu nó check rồi thì thôi. Nếu nó chưa được check thì chúng ta check vào để cho nó hiển thị cái nội dung thumbnail lên. Xong bấm apply. Ok. Còn nếu nó đã check rồi mà nó chưa bị ấy, à nó nếu check rồi mà nó vẫn còn vẫn vẫn bị ra hàng loạt cái ảnh giống thumbnail giống nhau thì có thể là máy tính của bạn đã bị virus hoặc là bị khóa một chức năng nào đó. Thì chúng ta sẽ phải lúc đấy chúng ta sẽ phải quét quét lại cái máy tính xem là nó có bị cái gì lỗi trục trặc gì không. Còn nếu như nó vẫn bị lỗi nữa thì chúng ta có thể can thiệp vào bên thứ ba, có nghĩa là sử dụng một vài cái phần mềm để mở cái thumbnail lên đó. Nó đơn giản thế thôi. Thường thì là nó do lỗi là chúng ta quên không bật tắt cái chế độ này thôi, chúng ta không tắt cái chế độ này đi này đấy, đấy. Chúng ta check vào nó sẽ bị như này.
khi chúng ta mở lên thì nó sẽ lên thôi. Đó, bỏ ra là ok lên rồi. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn rút ngắn được thời gian tìm kiếm và chọn lọc được những tấm ảnh ưng ý. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.